Hiện nay sản phẩm serum Honesi đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có được làn da trắng sáng và trị nám và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Liệu sản phẩm này có tốt và hiệu quả không? Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng serum Honesi, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng serum Honeysi hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là serum Honeysi được xem là thần dược giúp trị nám, chăm sóc da vô cùng hiệu quả với thành phần được làm hoàn toàn 100% từ tự nhiên. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng serum Honeysi đã mua của shop mình thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là giảm sưng làm khô các nhân mụn kháng khuẩn giúp ngăn ngừa hình thành các nốt mụn mới và giúp phục hồi da sau khi điều trị laser trị nám trị mụn lăn kim ở spa nữa nhé ngoài ra nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là tái tạo collagen giữ da săn chắc với độ đàn hồi tự nhiên khi ra ngoài thì cảm giác mình xinh đẹp hơn tự tin hơn rất nhiều nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng serum honesi này đều khen cả đó là lý do mà bạn có thể mua serum Honeysi về dùng để cải thiện cho làn da của mình hơn nhé. Serum Honeysi hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Honesi hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.